cho các bạn theo như yêu cầu của một số bạn là gặp khó khăn trong cái hình học không gian. Thì hôm nay mình quay cái video clip này để hướng dẫn các bạn một số các dạng toán cơ bản của chuyên đề hình học không gian. Mình cũng chỉ hoa chân múa tay một chút thôi. Bạn nào mà chưa biết thì các bạn theo dõi, còn bạn nào đã biết rồi thì cũng chém vừa thôi, các bạn có thể sang các chuyên mục khác các bạn theo dõi. Thì theo như mình thấy rằng là trong các đề thi đại học trong những năm gần đây thì bao giờ cũng có một bài toán về hình học không gian, trong đó có hai ý, là một ý về tính thể tích của khối đa diện và một ý là tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, hoặc là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau. Thì bài nào cũng như vậy. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn giải quyết cái vấn đề là tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Đầu tiên mình vào phần khái niệm. Một khái niệm thì cái này rất là dễ rồi, các bạn học ở lớp 11 thì cái khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng ấy thì nó chính là độ dài của cái từ cái điểm đó đến chân đường vuông góc của cái điểm nó lên mặt phẳng, đúng không nào? Thì ví dụ ở đây mình nói như này cho dễ này. Bây giờ mình cho một cái điểm A, cho một điểm A và một mặt phẳng P như hình vẽ. Đấy. Thì cái mặt phẳng này các bạn cũng được học rất là nhiều từ hồi lớp 10, lớp 11 rồi. Cái mặt phẳng này người ta có thể là vẽ dạng hình hành hay là một phần của góc, đúng không này? Ở đây mình có một mặt phẳng P đây và có một cái điểm A hình vẽ. Nếu như mình gọi H là chân đường vuông góc của điểm A hạ từ đỉnh A xuống mặt phẳng P, thì đương nhiên cái H này các bạn thấy rằng H nó nằm trên mặt phẳng P, đúng không? H này nó sẽ nằm trên mặt phẳng P, và lúc này các bạn thấy rằng là AH nó vuông góc với mặt phẳng P. AH vuông góc với mặt phẳng P. Và các bạn đã được học định nghĩa rồi. Nếu như một đường thẳng mà vuông góc với một mặt phẳng thì có nghĩa rằng cái đường thẳng đấy sẽ vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng này, đúng không? Có nghĩa là AH này sẽ vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng P. Ví dụ như mình có một cái đường thẳng A như này chẳng hạn thuộc mặt phẳng P, hay đường thẳng B như này chẳng hạn thuộc mặt phẳng P, thì đương nhiên AH ở đây các bạn thấy rằng là đương nhiên nó sẽ vuông góc với đường thẳng A và AH vuông góc với đường thẳng B. Thì đây nó thuộc về lý thuyết rồi, nó không có gì là khó khăn cả. Thì lúc này các bạn thấy rằng là cái độ lớn, độ dài của đoạn AH này này, nó chính là khoảng cách từ điểm A đến cái mặt phẳng P, đúng không? Thì khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng P này người ta ký hiệu là D từ A đến mặt phẳng P. Cái ký hiệu này thì trong sách người ta cũng hướng dẫn các bạn ghi ký hiệu rồi, đúng không? A chấm phẩy và mặt phẳng P. Thì đây được gọi là khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng P. Cái này chính bằng độ dài của đoạn AH, đúng không nào? Nhưng vấn đề cốt lõi là làm sao mà mình đi xác định được cái H này, làm sao mình xác định được cái điểm H. Đây là chính là cái vấn đề mà các bạn thấy cảm thấy rất là khó khăn trong quá trình đi xác định cái khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng. Thế thì để làm được vấn đề này thì mình muốn nhắc lại các bạn về một cái định lý. Thì bây giờ người ta cho hai cái mặt phẳng vuông góc với nhau, ví dụ giả thiết mình cho hai mặt phẳng P vuông góc với mặt phẳng Q. Thế cái định lý này nói lên cái điều gì? Định lý này nói là nếu như có một cái đường thẳng nào bất kỳ nào đó mà nằm trong mặt phẳng P hoặc mặt phẳng Q mà vuông góc với giao tuyến của hai mặt phẳng giữa P và Q này thì sẽ vuông góc với mặt phẳng còn lại, đúng không nào? Thì cái định lý này các bạn nhìn nhé, nếu như mình có mặt phẳng P giao với mặt phẳng Q, đây giao tuyến bằng delta chẳng hạn, giả thiết mình có một cái đường thẳng A mà vuông góc với A mà nằm trong mặt phẳng P ví dụ thế này, hoặc A nằm trong mặt phẳng Q tùy nhé, và A này và vuông góc với giao tuyến delta, thì từ những cái điều này này mình suy ra được luôn là đường thẳng A sẽ vuông góc với mặt phẳng Q, đúng không? Đây mình vẽ ra cho các bạn nhìn cho dễ thấy này. Giả thiết mình có hai mặt phẳng đây, P đây và mặt phẳng Q,
và như mình vừa nói đây, P vuông góc với Q. Thì giao tuyến của P và mặt phẳng Q chính là đường thẳng delta đây. Đường thẳng delta này. Nếu như mình có một cái đường thẳng bất kỳ nằm trong mặt phẳng P, nhưng nhớ là phải vuông góc với giao tuyến. Giả thiết mình có đường thẳng A vuông góc với giao tuyến delta đây, thì cái đường thẳng A này sẽ vuông góc với mặt phẳng P à mặt phẳng Q. Được chưa nhỉ? Đấy, các bạn nhớ cái tính chất cái định lý như này thì các bạn sẽ giải quyết được rất là nhiều bài toán trong cái phần tính khoảng cách. Mình sang phần 2. Mình đưa vào cái phương pháp giải. Phương pháp đi xác định được cái điểm điểm H này này. Được chưa? Phương pháp giải. Đấy. Thì ở cái phương pháp giải này mình cũng cho một phẳng P và một điểm A như hình vẽ. Và bây giờ mình cần phải đi tìm cái khoảng cách từ điểm A xuống mặt phẳng P. Thì cái lý thuyết chung để làm cái bài này thì các bạn đi tìm một cái mặt phẳng chứa cái điểm A này. Một cái mặt phẳng chứa điểm A và vuông góc với mặt phẳng P. Ví dụ như mình có một cái mặt phẳng alpha nào đó chứa điểm A và vuông góc mặt phẳng P. Mình có một cái mặt phẳng alpha chứa điểm A và vuông góc với mặt phẳng P. Rồi, ví dụ như A là nằm trong mặt phẳng alpha và alpha là vuông góc với mặt phẳng P. Đây là lý thuyết thôi, không vấn đề gì cả. Khi các bạn đi tìm được cái mặt phẳng alpha này chứa điểm A và vuông góc mặt phẳng P rồi, thì các bạn đi tìm cái giao tuyến giữa mặt phẳng alpha với mặt phẳng P. Mình giả thiết cái giao tuyến này là delta chẳng hạn. Alpha giao với mặt phẳng P bằng delta. Thế từ đây, từ khi các bạn mà tìm được cái giao tuyến rồi, thì các bạn chỉ việc là gì? Kẻ đường thẳng qua A và vuông góc với giao tuyến. Được chưa nào? Các bạn kẻ AH chẳng hạn vuông góc với delta. Kẻ AH vuông góc delta. Thì đây là H đúng không nào? Hiện AH này như vậy là các bạn đã xác định được cái điểm H. Điểm H này là chân đường vuông góc của hạ từ định từ điểm A đúng không nào? Xuống mặt phẳng P. Thế thì bây giờ để đây là cái phương pháp chung để các bạn đi tìm được cái chân đường vuông góc. Từ đó các bạn sẽ xác định được cái khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng đúng không? Thì mình nhắc lại này. Các bạn chỉ đi tìm dựng một cái mặt phẳng alpha nào đó chứa cái điểm A và vuông góc mặt phẳng P này. Để chưa nào? Sau đó bước thứ hai là các bạn đi tìm giao tuyến giữa mặt phẳng alpha và mặt phẳng P. Sau đó sau khi tìm giao tuyến rồi thì các bạn kẻ AH vuông góc với giao tuyến, thì AH này nó chính là khoảng cách từ điểm A xuống mặt phẳng P. Để chưa nào? Rồi thì bây giờ nói có sách, mách có chứng và có thực lĩnh vực được đạo thì mình cũng đi vào làm một cái ví dụ để thấy rằng là cái phương pháp này là cái phương pháp giải mà các bạn sẽ có thể giải được khá nhiều loại bài toán về cái phần khoảng cách này. Ví dụ cho hình chóp SABC. Có SA vuông góc với đáy. Bây giờ biết này. Biết SA bằng 3A. Cạnh AB bằng A. BC bằng 2A. Và góc ABC bằng 60 độ. Bây giờ người ta yêu cầu tính khoảng cách từ điểm A xuống mặt phẳng SBC. Tính khoảng cách từ điểm A đến xuống mặt phẳng SBC. Thì đến đây các bạn nhìn này. Bây giờ mình vẽ hình. Thì các bạn nhớ là những cái phương pháp vẽ hình, nếu như người ta cho
cái cạnh SA này vuông góc với đáy, thì bạn các bạn cố gắng dựng cái hình cái đường cái đoạn thẳng SA nó sẽ vuông góc với một trong các cạnh nào đấy của đáy, thì cái hình của bạn sẽ nhìn thấy nó dễ hơn. Tất nhiên là đây là hình học không gian thì các bạn vẽ thế nào cũng được, nhưng vấn đề là ở đặt ra là các bạn làm sao đấy vẽ được cái hình mà khi vẽ ra hình rồi mình nhìn thấy cái hình mình sẽ mường tượng ra và mình sẽ dễ dàng trong quá trình mình giải toán, thì nó sẽ thuận lợi hơn cho các bạn. Rồi thì bây giờ mình vẽ này, các bạn lưu ý là đây là như là làm nháp thôi, mình cũng chỉ kẻ bằng tay, không kẻ bằng thước, kẻ bằng thước rất là lâu. Nhưng trong quá trình đi thi thì các bạn phải dùng thước chứ đừng có bắt chước kẻ bằng tay như mình bị trừ điểm và có khi không được điểm nào. Hơn nữa là mình kẻ bằng tay thì nó cũng có độ cong, độ cong này thông thường thì độ cong thì các bạn thấy là nó cong rất là mềm mại đúng không, như cái cung đường gì ở Hà Nội người ta đấy là nắn đường mà nó bị cong cong rất là mềm mại. Như mình vừa nói các bạn là mình sẽ làm sao vẽ sao cho cái SA này vuông góc với đáy A B và C đấy, ví dụ này chẳng hạn, thì như vậy là mình chỉ cần việc là dựng gì đấy mình dựng này S này. Rồi mình đã có cái hình chóp S ABC. Thế thì bây giờ người ta bảo như nào nhỉ? Ở đây biết cái cạnh SA này rồi, biết cái cạnh AB rồi, biết cạnh BC và biết cái góc ABC, góc ABC bằng 60 độ, tức là góc này ABC, góc này bằng 60 độ các bạn biết rồi, đúng không nào? Thế thì bây giờ để giải quyết bài toán này như nào? Thì theo như lý thuyết thôi thì các bạn ấy bây giờ người ta yêu cầu tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBC. Điểm A đây, mặt phẳng SBC đây, đúng không nào? Thế thì theo như đúng lý thuyết thì các bạn phải tìm một cái mặt phẳng nào đó chứa cái điểm A này và vuông góc với mặt phẳng SBC, đúng không? Vậy tìm bằng cách nào? Tìm cái này bằng cách nào? Thế thì các bạn nhìn này, một cái thao tác rất là nho nhỏ như này thôi. Mình vẽ ra đây. Nhớ đây là một dạng nhé, nếu mà cứ gặp cái bài toán như này thì các bạn cứ thế các bạn làm thôi. Ví dụ như mình có điểm S đây, đây là điểm A và vuông góc đúng không, ví dụ đây cái mặt phẳng ABC đây, mặt phẳng ABC đấy, mình có cái mặt phẳng ABC như này, SA vuông góc đang vuông góc với mặt phẳng ABC được chưa nào. Và bây giờ mình cần tính cái khoảng cách từ cái điểm A này đến một cái mặt phẳng là SBC, mình ví dụ như này nhá, SBC được chưa nào? Đấy, mình cần tính cái khoảng cách như này. Thì các bạn nhớ cái dạng này là cái dạng mà tính khoảng cách từ cái chân đường vuông góc, các bạn thấy từ chân đường vuông góc này đến một cái mặt phẳng bất kỳ nào đó, được chưa? Thì cái phương pháp thì các bạn thấy rằng là cái mặt phẳng SBC này, các bạn đi tìm giao tuyến của mặt phẳng SBC với mặt phẳng ABC này, thì đương nhiên các bạn nhìn thấy đây là chính là cái cạnh BC này là giao tuyến, đúng không nào? Tiếp theo các bạn phải làm gì? Các bạn kẻ AI nào đó đi. Các bạn kẻ AI vuông góc với BC. Kẻ AI vuông góc BC. Thì mục tiêu của các bạn bây giờ đang cần là cần đi tìm một cái mặt phẳng chứa cái điểm A này, đúng không? Và vuông góc với cái mặt phẳng SBC này, đúng không? Thế thì bây giờ phải làm như nào? Thì các bạn thấy là gì? BC này của các bạn đang mình vừa kẻ này thì BC vuông góc với AI. BC là vuông góc AI, đúng không? Mặt khác cái BC nó nằm trong mặt phẳng ABC mà mặt phẳng SA lại vuông góc mặt phẳng ABC, thì đương nhiên cái SA này nó sẽ vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng ABC này, không? Thì có nghĩa là nó sẽ phải vuông góc BC, thì lúc đấy BC phải vuông góc với SA. Thì các bạn đương nhiên là các bạn thấy rằng gì? Nếu như một đường thẳng mà đã vuông góc với hai cạnh của một tam giác rồi thì đương nhiên nó sẽ phải vuông góc với cạnh thứ ba, hay nói cách khác là nó phải vuông góc với cả cái mặt phẳng đấy, đúng không nào? Thì do đó cái điều này các bạn suy ra được là BC là đã vuông góc với mặt phẳng SAI, không? SAI, được chưa? Cái cạnh BC này vuông góc với mặt phẳng SAI, được chưa nào?
Thế bây giờ từ đây các bạn chỉ cần việc là gì? Kẻ AK vuông góc với cái SI này. Kẻ AK vuông góc SI. Thì lúc này cái AK này chính là độ độ dài, hay nói cách khác là khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBC. Vì sao lại như vậy? Điểm các bạn nhìn thấy nhé, cái BC này vuông góc với AI, đúng không? Đúng nào? Hoặc là gì? Các bạn thấy là SI này vuông góc với thằng AK rồi, đúng không? SI vuông góc AK mình vừa kể xong, mà BC ở đây cũng vuông góc AK, vì BC ở đây vuông góc mặt phẳng SAI, thì lúc đấy suy ra AK vuông góc mặt phẳng SBC, đúng không? Thì K lúc này nó chính là chân đường vuông góc, chân đường hình chiếu của cái điểm A lên cái mặt phẳng SBC. Do đó cái AK này chính là khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBC. Được chưa nào? Thì đây là một cái mẹo để làm. Thì các bạn nhìn thấy này, theo đúng như cách mình nói ở đây, các bạn chỉ việc là gì? Có phải là các bạn đang đi cần tìm cái khoảng cách từ điểm A đến cái mặt phẳng SBC đấy không? Thì bây giờ cái mặt phẳng SBC giao tuyến với mặt phẳng ABC là chính là cái đoạn thẳng BC, đúng không nào? Thế thì bây giờ mình chỉ việc là gì? Kẻ từ điểm A mình kẻ cái đường thẳng vuông góc với BC. Ví dụ như là mình kẻ AH vuông góc BC. AH vuông góc BC. Kẻ AH vuông góc với BC. Và các bạn nhớ là H lúc này là thuộc BC. Được chưa nào? Thì lúc này các bạn có là gì? BC là vuông góc AH, đúng không? Và BC vuông góc SA, đúng nào? Thì suy ra BC phải vuông góc mặt phẳng gì? SAH, đúng chưa nào? Ta có này, BC vuông góc AH và BC vuông góc với SA. Vì làm sao? Vì SA vuông góc với mặt phẳng ABC, đúng không nào? Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng thì có nghĩa là nó vuông góc với mọi đường thẳng nằm trong mặt phẳng đó. Được chưa nào? Vậy ở đây mình suy ra là BC sẽ phải vuông góc với mặt phẳng SAH. Rồi. BC phải vuông góc với mặt phẳng SAH, có nghĩa là BC sẽ vuông góc với cả cái cạnh SH này. Các bạn thấy một số trường hợp, một số bài nó sẽ sử dụng đến cái như vậy. Thì các bạn nhớ BC sẽ phải vuông góc AH, BC vuông góc SA và BC vuông góc với SH. Đúng rồi. Rồi. Tiếp theo thì các bạn là gì? Kẻ AK vuông góc với SH. Đúng không nào? Kẻ AK vuông góc SH. Được chưa? Các bạn kẻ AK vuông góc với SH. Và lúc này các bạn nhớ là K là thuộc SH. K là thuộc SH. Được chưa nào? Thì các bạn thấy rằng là gì? Lúc này nhá, AK vuông góc SH và AK vuông góc với BC, đúng không? Vì sao? Vì BC vuông góc với mặt phẳng SHK, SAH. Thì đương nhiên là nó sẽ phải vuông góc với AK, BC sẽ phải vuông góc AK. Thì từ hai cái điều này các bạn thấy, các bạn sẽ suy ra được là gì? AK vuông góc với mặt phẳng gì? SBC, đúng nào? SBC. Đấy. Thì do đó các bạn nhìn thấy rằng là mình đã tìm được một cái mặt phẳng mà chứa điểm A và vuông góc với mặt phẳng SBC. Nó chính là mặt phẳng nào các bạn nhỉ? Nó chính là mặt phẳng SAH, đúng không? Vì sao? Người ta chỉ định nghĩa hai mặt phẳng vuông góc với nhau khi một mặt phẳng này mà chứa một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng kia, thì hai mặt phẳng đó sẽ vuông góc với nhau. Rồi, thì lúc này khi các bạn đã tìm cái AK vuông góc SBC vuông góc mặt phẳng SBC, thì lúc này AK nó chính là khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBC. Được chưa nào? Đấy, thì bây giờ bài toán nó trở thành nó rất là dễ. Thế thì bây giờ để tìm được cái khoảng cách này, cái AK này, thì mình nói với các bạn một chút về cái kiến thức từ hồi lớp 8 hoặc là lớp 9 gì đấy các bạn đã được học rồi về cái mối liên hệ
mối liên hệ giữa các cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Các bạn đã được học rồi từ hồi lớp 8, theo như mình nhớ không nhầm. Thì ví dụ nhé, mình có một cái tam giác vuông tại A như này. Tam giác vuông tại A như này. A, B, C, vuông tại A. Và mình gọi AH, gọi AH là đường cao hạ từ đỉnh góc vuông. Nhớ nhé, nhớ là phải đường cao hạ từ đỉnh góc vuông thì các bạn mới được áp dụng công thức này. Thì cái mối liên hệ giữa các cạnh với đường cao của trong tam giác vuông thì người ta nói như nào? Thì ở đây chỉ các bạn chỉ dùng cái này. Các bạn nhớ là cái công thức nghịch đảo bình phương của đường cao, tức là 1 chia cho AH bình phương. 1 chia cho AH bình sẽ bằng xem nào, tổng bình phương các nghịch đảo, tổng bình phương nghịch đảo của hai cạnh bên, tức là bằng 1 chia cho AB bình phương cộng với 1 chia cho AC bình phương. Đấy, các bạn nhớ nhé. Cái nghịch đảo bình phương của cái đường cao này, đường cao hạ từ đỉnh góc vuông này, sẽ bằng tổng bình phương các nghịch đảo của hai cạnh bên. Tức là 1 chia AH bình sẽ bằng 1 chia cho AB bình cộng với 1 chia cho AC bình. Được chưa nào? Các bạn sẽ sử dụng cái tính chất này rất là nhiều trong quá trình đi xác định khoảng cách hoặc là cái bài toán về thể tích. Các bạn nhớ cho mình công thức này nhé. Thế thì bây giờ để làm tìm được cái đoạn AK này thì các bạn làm như nào? Thì các bạn nhìn vào đây các bạn thấy rằng là cái SA này nhé, SA vuông góc bên đáy đúng không? Các bạn bây giờ mình xét cái tam giác này này, tam giác SAH này, được chưa nào? Bây giờ mình xét tam giác SAH đúng không? Có cái gì? Các bạn thấy rằng là có SA là vuông góc với AH đúng không? Có SA vuông góc với AH. Vì SA là vuông góc với mặt phẳng ABC không? Vì SA vuông góc với mặt phẳng ABC. Đấy. Thì SA đã vuông góc AH rồi thì các bạn thấy rằng cái tam giác SAH này chính là tam giác vuông tại A đúng không? Đúng nào? Thì do đó các bạn thấy rằng là gì? AK chính là đường cao hạ từ đỉnh góc vuông của cái tam giác SAH không? Thì các bạn sẽ có là gì? Suy ra 1 chia cho AK bình phương. Các bạn không cần phải lý luận gì ở chỗ này cả, bởi vì đây là công thức và các bạn được áp dụng, không cần phải chứng minh gì cả. 1 trên AK bình sẽ chính là bằng 1 chia cho SA bình phương cộng với 1 chia cho AH bình phương. Đúng nào? Thế thì bây giờ SA các bạn biết chưa nhỉ? SA biết rồi, SA đầu bài cũng cho SA bằng 3A đúng không? Thế nhưng mà AH này của các bạn làm sao? Chưa biết đúng không? Và bây giờ các bạn cần phải đi tìm AH. Thế thì từ nãy từ đầu đến giờ các bạn đã mình thấy rằng là chưa sử dụng đến cái góc ABC này bằng 60 độ đúng không nào? À thế thì đề đã cho ra như thế thì chắc chắn là mình cũng sẽ phải dựa vào cái đấy là mình mới tìm ra được AH đúng không nào? Thế thì nhìn đây thôi. Các bạn thấy rằng xét cái tam giác ABH này, các bạn thấy rằng đây là cái tam giác vuông tại H không? Mà cái góc này lại bằng 60 độ. Thì các bạn hoàn toàn dựa vào cái hệ thức lượng trong tam giác vuông các bạn sẽ tính được AH. Vì sao? Vì cái cạnh AB này các bạn biết rồi. Đúng không? AB này các bạn biết rồi. Và biết một góc và biết một cạnh trong tam giác vuông thì các bạn hoàn toàn các bạn có thể xác định được các góc còn lại hoặc các cạnh còn lại. Được chưa nào? Chỉ việc là dựa vào cái hệ thức lượng trong tam giác vuông thôi. Thì thế nào các bạn cũng sẽ phải sử dụng cái hệ thức lượng trong tam giác thường. Thì đến một cái phần nào đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái đấy sau. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái hệ thức lượng trong tam giác vuông thôi. Thì bây giờ mình lại xét tam giác ABH. Đúng nào? À ABH. Các bạn nhớ là các bạn cần cái gì thì các bạn lý luận cái đấy ra. Các bạn dẫn giải cái bài ra. Được chưa nào? Tránh cái trường hợp là chỉ có mỗi biết mỗi công thức không thì cái bài toán của mình trở thành nó rất là trơ trọc, nó rất là khô cằn. Cái người chấm bài của các bạn người ta cũng chán, cũng không muốn chấm, nó không gây được cái thiện cảm cho người ta. Thế thì bây giờ mình dẫn giải các bạn thấy rằng là xét cái tam giác ABH này, các bạn có là gì? Có cái góc AHB góc này bằng 90 độ đúng không? Thì vậy suy ra cái tam giác ABH là tam giác vuông tại H đúng nào? Thì các bạn thấy là tam giác này vuông tại H thì các bạn là gì? Sẽ có là gì? Ta có này. Ở đây các bạn biết một góc này. Thì cái cạnh AB này là cạnh huyền rồi đúng không nào? Các bạn biết cạnh huyền và biết một góc này mà trong đó là các bạn đi cần tìm gì? Tìm cái cạnh đối này. Đúng không?
thì các bạn sẽ sử dụng cái gì thôi. Sin đúng không nào? Sin thì bằng đối trên trên huyền, thì các bạn có là sin. Sin của góc ABC bằng AH chia cho AB. Cái này thì cũng dễ rồi, bạn nào mà không 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 biết thì các bạn comment ở bên dưới thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể tại sao như thế. Thực ra là bây giờ học sinh lớp 7, lớp 8 người ta hoàn toàn người ta biết là xin đi học cốt không hư cô tang à, tang đoàn kết cô tang kết đoàn rồi đúng không nào. Nhưng là mình nghĩ rằng các bạn đã học cái lớp 12 rồi thì đương nhiên là không thể nào mà không biết được về cái hệ thức lượng trong tam giác vuông như vậy. Đấy thì ở đây mình cần đi tìm AH, vậy ở đây mình suy ra AH chính là bằng AB nhân với sin của góc ABC. Rồi bây giờ thay số vào thôi, AB AB thì người ta cho bằng bằng A. Và cái góc ABC chính là 60 độ, sin của 60 độ. Thì lúc này nó chính là bằng sin 60 độ thì chính là bằng căn 3 trên trên 2, căn 3 trên 2. Bạn nào mà chưa không biết cái này thì các bạn nhà giàu có nhiều tiền các bạn lấy máy tính ra các bạn bấm là sẽ ra được cái căn 3 trên 2. Đúng không? Còn bạn nào mà ở nhà hơi nghèo nghèo tí, bố mẹ mà chưa kịp mua sắm cho cái máy tính thì các bạn vào cái phần mà mình cũng đã hướng dẫn là cách nhớ cái giá trị lượng giác của các góc cơ bản rồi thì các bạn vào phần đấy các bạn xem. Thì lúc này kết quả ở đây nó sẽ bằng A căn 3 trên 2. Được chưa? Như vậy là mình đã đi tìm được AH. Rồi, tìm được AH rồi thì các bạn thay vào cái này thôi. Thì các bạn sẽ suy ra được là gì? Ví dụ mình thay đây là một chẳng hạn, thay vào một, thay vào một ta có lúc này một chia cho AK bình phương bằng một trên SA bình, SA thì nó cho bằng 3A đúng không, một chia cho 3A tất cả bình phương, các bạn nhớ là tất cả bình phương nhé chứ không phải là 3A A bình thôi, và cộng với một chia cho AH bình phương, 1 chia cho AH bình, AH lại bằng A căn 3 trên 2, A căn 3 chia cho 2 lại tất cả bình bình phương bằng luôn thôi, 1 chia cho 3A bình thì bằng 9, 9A bình phương và cộng với, các bạn thấy là cái thằng này nó có mẫu đúng không, thì thằng này lập tức nó sẽ bật phân tử, nhưng nhớ trước khi bật phân tử các bạn bình phương lên, tức là hai bình sẽ bằng 4 và chia cho 3A bình phương. À rồi thì đến đây thì các bạn dễ rồi, các bạn dùng máy tính các bạn bấm cái này là phát là ra đúng không, mình không máy tính thì mình quy đồng vậy, mẫu chung là 9 đây bằng 9 cho 9 bằng 1 rồi, thế đây là 1 cộng với 9 cho 3 bằng 3, thế vậy 3 4 12 cộng với 12 và chia cho mẫu chung là 9A bình phương, vậy kết quả đây sẽ phải bằng là 13 chia cho 9A bình phương. Rồi thế như bạn thấy ở đây là đang nghịch đảo đúng không nào, vậy mình suy ra AK bình phương thì bằng nghịch đảo này lại thôi, đây chính là bằng 9A bình phương chia cho 13. Vậy ở đây mình rút ra, suy ra AK bằng cộng trừ căn này đúng không nhỉ? Không có trừ đâu, bởi vì đây nó là độ dài của một đoạn thẳng nên không giờ âm được, nhưng các bạn cứ yên tâm. Đây chính là bằng 3A. Các bạn nhớ nhé, nó bằng AK rút AK bằng căn bậc 2 của cái này và mình khai căn luôn chia cho căn 13. Được chưa nào? Thì kết quả khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBC nó chính là AK đúng không nào? Vậy các bạn suy ra, các bạn lý luận nhé, khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng, khoảng cách từ điểm A này đến mặt phẳng SBC này chính là D bằng D của A đến mặt phẳng SBC được chưa nào? Chính là bằng AK và chính là bằng 3A chia cho căn 13. Được chưa nào? Một số sách hoặc một số cô thì đến đây thì viết cái đơn vị vào, thì đây nếu mà các bạn cần thì các bạn viết viết là đơn vị độ dài, đơn vị độ dài các bạn có thể viết hoặc các bạn có thể không không cần viết được, được chưa nào? Nhưng ở các bài toán về thể tích thì các bạn nên viết nó là đơn vị thể tích, và bài toán về diện tích thì các bạn nên viết là đơn vị diện tích, còn về độ dài của một đoạn thẳng thì các bạn có thể không cần viết đơn vị độ dài đây cũng được, chẳng sao cả. Đấy, như vậy là mình đã giải quyết xong cái bài toán tính khoảng cách, thì các bạn thấy rằng là nó cũng không có gì gọi là phức tạp cả đúng không nào, nó cũng đơn giản thôi. Tiếp theo mình lấy một ví dụ nữa, rồi bây giờ mình sẽ lấy thêm một cái ví dụ nữa để chứng minh rằng là
cái khoảng tính khoảng cách này nó cũng không đến mức khó khăn lắm. Đương nhiên thì nó cũng không dễ như là cái việc mà các bạn cầm một cái xúc xích các bạn chín rồi các bạn bỏ mồm, đúng không nào? Đương nhiên thì nó không dễ như vậy, thì nó cũng chỉ khó hơn cái việc là các bạn nướng xúc xích một tí thôi, hoặc là rán xúc xích. Ví dụ bây giờ mình cho hình chóp SABC, ví dụ cho hình chóp SABC. Rồi nó đang hơi mờ để mình chỉnh. Cho hình chóp SABC có đáy là tam giác đều cạnh A. Đáy là tam giác đều. Cạnh là A. Bây giờ người ta biết SA là vuông góc với đáy. Vuông góc với đáy. Được chưa nào? Và góc giữa cái cạnh SB và mặt phẳng SAC. SAC. Góc giữa cạnh SB và mặt phẳng SAC bằng 30 độ. 30 độ. Được chưa? Bây giờ người ta yêu cầu tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBC. Rồi. Hóa chất. Dễ rồi, cái bài này cũng tương đối giống cái bài lúc nãy, đúng không nào? Kẻ hình thôi. C. Rồi. Thế thì bài này phải làm như nào nhỉ? À, nó cho SA vuông góc rồi. Ok. Không. Vuông góc với đáy rồi. Thì nó khá giống cái bài lúc nãy. Không vấn đề gì cả. Thế bây giờ mình xử lý cái góc này xem như nào. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Thì các bạn muốn xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng thì mình nói một chút về lý thuyết. Mình nói một chút về lý thuyết xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng này. Giả thiết mình cho một cái mặt phẳng alpha như hình vẽ, và alpha hình vẽ này. Và bây giờ mình cần xác định góc giữa cái đường thẳng A này với mặt phẳng alpha. Được chưa? Mình cần xác định cái góc này. Thế thì lần lượt mình xác định hai điểm bất kỳ nằm trên này thôi, A và điểm B bất kỳ trên này, và mình tìm hình chiếu của điểm A và điểm B trên mặt phẳng alpha. Mình giả thiết hình chiếu của nó trên mặt phẳng alpha này là A phải chẳng hạn, và hình chiếu của điểm B trên mặt phẳng alpha nó là B phải. Thì các bạn thấy rằng là các bạn kẻ cái đường thẳng đi qua A phải và B phải, thì đây chính là, mình ký hiệu đây là đường thẳng A phải. Thì lúc này các bạn thấy A phải nó chính là hình chiếu của đường thẳng A trên mặt phẳng alpha, đúng không nào? Và người ta định nghĩa cái góc giữa đường thẳng alpha này với mặt phẳng đường thẳng A này với mặt phẳng alpha chính là góc tạo bởi hình đường thẳng đó với hình chiếu của nó trên mặt phẳng alpha. Được chưa? Nó chính là cái góc này. Được chưa nào? Thế thì chung lại thì các bạn thấy là các bạn thường gặp ở cái dạng như này này. Mình có một cái mặt phẳng alpha và cái đường thẳng A như hình vẽ này, và các bạn biết được cái điểm giao giữa đường thẳng A với mặt phẳng alpha rồi. Ví dụ đây điểm A chẳng hạn, thì các bạn thấy rằng khi chiếu cái điểm A này lên mặt phẳng alpha thì nó là chính nó luôn, đúng không? Thì cái này nó sẽ chính là trùng với A phải luôn. Và các bạn chỉ cần xác định một cái điểm B đây thôi, và đi tìm hình chiếu của điểm B trên mặt phẳng alpha thôi. Mình giả thiết hình chiếu của nó là điểm B phải đây. Được chưa nào? Thì đây chính là đường thẳng A phải. A phải chính là hình chiếu của đường thẳng A lên mặt phẳng alpha này. Thì như mình vừa nói, cái góc tạo bởi đường thẳng A với mặt phẳng alpha nó chính bằng góc tạo bởi đường thẳng đó với hình chiếu của nó trên mặt phẳng alpha, thì đúng không? Thì lúc này các bạn chính là góc tạo bởi đường thẳng A và A phẩy. Được chưa nào? Đây là ký hiệu
góc thôi. Một số thầy cô các bạn có thể ghi ký hiệu thêm cái mũ trên đầu này, nhưng mình thì nó là theo không cần, theo như mình không cần phải ghi cái mũ ở trên này nữa. Thì ở đây cũng chính là góc, bạn thấy là góc tạo bởi đường thẳng A với đường thẳng A phẩy, nó chính là góc này không, đúng không? Và đây nó chính là góc B, BA, B phẩy, BA, B phẩy, được chưa nào? Thế thì bây giờ các bạn thấy là muốn xác định, nhớ là muốn xác định góc tạo bởi đường thẳng với mặt phẳng thì các bạn phải đi tìm được cái hình chiếu của nó lên mặt phẳng đã. Và góc tạo bởi đường thẳng với mặt phẳng chính là góc bởi tạo bởi đường thẳng đó với hình chiếu của nó trên mặt phẳng, được chưa nào? Đấy, thì đây là lý thuyết. Thế bây giờ vào cái bài toán này thì sao? Bây giờ người ta cho góc tạo bởi đường thẳng SB với mặt phẳng SAC, với mặt phẳng SAC bằng 30 độ. Thế thì các bạn thấy rằng là cái SB này nó sẽ có một điểm, các bạn thấy một điểm S này nó chính là nằm trên cái mặt phẳng SAC luôn, đúng không? Điểm S này nằm trên mặt phẳng SAC. Do đó cái hình chiếu của điểm S lên mặt phẳng SAC này nó chính là điểm S luôn. Và bây giờ các bạn cần phải đi tìm cái hình chiếu của điểm B lên cái mặt phẳng SAC, được chưa nào? Thế thì các bạn nhìn này, người ta đã cho cái SA này vuông góc bên đáy thì kiểu gì kiểu các bạn cũng sẽ tận dụng được cái người ta cho này. Còn người ta không cho này thì đương nhiên các bạn sẽ rất khó để các bạn đi giải cái bài toán. Còn người ta đã cho rồi thì tức là người ta đã mách nước các bạn giải theo cái hướng đấy như vậy rồi, được chưa nào? Thì ở đây các bạn thấy cần phải đi tìm hình chiếu của điểm B lên mặt phẳng SAC. Thế thì các bạn nhìn thấy này, mình từ B này nhé, đây bây giờ cái tam giác này, tam giác đều cạnh A rồi, A nó cho như này thì càng đơn giản. Các bạn thấy là tam giác đều cạnh A rồi thì mình bây giờ mình gọi E là trung điểm của AC đi. Thì các bạn thấy rằng là vậy, mình gọi E là trung điểm của AC nhé, gọi E là trung điểm của AC. Thế thì các bạn cái đoạn BE này nó sẽ thế nào so với cạnh AC, đúng không? Nó sẽ thế nào? Thì ở đây chắc chắn đây là tam giác đều rồi thì cái BE này nó vừa là đường cao, vừa là đường trung tuyến và cũng vừa là đường phân giác hạ từ cái hạ từ đỉnh B này, đúng không nào? Thì đương nhiên lúc này BE sẽ phải vuông góc với cái cạnh AC này. Và BE vuông góc với cạnh AC rồi mà BE lại vuông góc với cạnh SA này, vì SA vuông góc với đáy, được chưa nào? Vậy suy ra BE nó vuông góc với mặt phẳng SAC, được chưa nào? Thì các bạn thấy rằng là lúc này E này nó chính là hình chiếu của điểm B lên mặt phẳng SAC, được chưa? Đấy, thì bây giờ đấy mình nói về cái lý thuyết là như vậy. Thì bây giờ bắt tay vào giải thôi. Bạn giải. Bây giờ mình đang cần đi tìm góc giữa cạnh SB này với mặt phẳng SAC, được chưa nào? Thế thì mình gọi E là trung điểm, là trung điểm của cạnh AC. Còn nếu ở đây người ta mà cho là tam giác thường nhé, thì các bạn kẻ BE vuông góc với cạnh AC, được chưa nào? Thì các bạn do đó các bạn sẽ vẫn tìm được cái hình chiếu của điểm B lên mặt phẳng SAC. Nhưng ở đây người ta cho tam giác đều rồi, thế nên mình gọi E là trung điểm của cạnh AC luôn. Gọi E là trung điểm của cạnh AC thì các bạn có được luôn là gì? BE vuông góc với cạnh AC, được chưa nào? Tiếp theo các bạn thấy là BE lại vuông góc với cạnh SA, được chưa nào? Cái này do SA vuông góc với mặt phẳng ABC. Đây là theo giả thiết rồi. Thì từ hai cái điều này các bạn có được cái gì? Các bạn thấy là BE vuông góc cạnh AC rồi, BE lại vuông góc với cạnh SA này, thì đương nhiên là BE phải vuông góc với SC, cạnh còn lại SC, hoặc là BE sẽ vuông góc với mặt cả mặt phẳng SAC. Vậy ở đây mình suy ra BE vuông góc với mặt phẳng SAC. Một số bạn thắc mắc là tại sao mình lại phải đi làm như này. Mình đi làm như này chính là mình đi tìm cái hình chiếu của điểm B lên mặt phẳng SAC. Các bạn nhớ nhé, mình phải đi tìm được cái vấn đề đấy thì mình mới xác định được cái góc đề bài cho này, góc tạo bởi đường thẳng SB vào cái mặt phẳng SAC, được chưa nào? Thì do đó là suy ra nên nhớ này, hình chiếu của S lên mặt phẳng SAC chính là S luôn này, hình chiếu của B lên mặt phẳng SAC chính là điểm E. Do đó SE là hình chiếu của cái cạnh SB này, SB lên mặt phẳng SAC, được chưa nào? SE đây
Được chưa? Và như nãy mình đã nói định nghĩa các bạn là gì? Góc tạo bởi đường thẳng và mặt phẳng. Góc tạo bởi đường thẳng SB và mặt phẳng SAC chính là góc tạo bởi đường thẳng đó với hình chiếu của nó trên mặt phẳng SAC này gì? Thì các bạn thấy là đường thẳng SB đây và hình chiếu của nó chính là SE, do đó cái góc chính là góc này bằng 30 độ. Được chưa nào? Đấy. Và các bạn cũng chú ý cho mình luôn là cái tam giác SBE là tam giác vuông tại E. Các bạn chú ý cho mình cái đấy nhé. Đấy. Thế thì bây giờ người ta cho cái góc này để làm gì? Cho góc này để làm gì? Thì các bạn thấy rằng là các bạn cần phải đi tính cái khoảng cách từ A, điểm A đến mặt phẳng SBC không? Đúng nào? Thế thì bây giờ cái bài này trở về khi sau khi mình tìm được cái góc như này rồi, tìm được cái góc này bằng 30 độ này, thì các bạn thấy là cái cạnh BE các bạn hoàn toàn biết, bởi vì đây là đường cao của tam giác đều. Tam giác đều là cạnh A, thì đường cao tam giác đều là nó chính là bằng A căn 3 trên 2, đúng không nào? Và các bạn biết một góc rồi thì đương nhiên các bạn sẽ tính được các cạnh còn lại. Ví dụ như ở đây mình sẽ tính được cái cạnh SE này, đúng không? Tính được cạnh SE này thì mục đích là các bạn sẽ đi tính được cái cạnh SA ở đây. Để lát nữa các bạn sẽ tính cái khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBC. Được chưa nào? Thế đây tam giác đều rồi thì bây giờ mình gọi đây kẻ hơi trùng một chút. Đây. Hơi trùng một chút các bạn thông cảm nhé, bởi vì ở đây kẻ hình như này sẽ rất là khó nhìn, nó trùng như này. Thế thì mình gọi Y là trung điểm của BC. Tại sao là mình lại gọi Y là trung điểm? Thế các bạn, cái bài này nó trở về cái bài toán lúc trước thôi. Các bạn kẻ từ A AI gì đấy, vuông góc với BC đúng không? Thì lúc này Y này nó lại rơi vào đúng là trung điểm của BC luôn, bởi vì cái tam giác này tam giác đều thì AI này sẽ vuông góc với BC, đúng không nào? Thì bạn kẻ AI. Đây, Y đây. Mình gọi Y là trung điểm của BC nhé. Các bạn đây, nhìn đây kẻ trên hình này nó không phải trung điểm nhưng thực tế nó là trung điểm nhé. Mình kẻ đây để tránh cái đường thẳng này ra, lát nữa mình vẽ này để nó đỡ trùng. Gọi Y là trung điểm của BC thì suy ra được là BC của các bạn là vuông góc với AI luôn, đúng không? Bởi vì tam giác ABC là tam giác đều nên AI nó sẽ là đường cao của tam giác đều hạ từ đỉnh A. Được chưa nào? Tiếp theo các bạn làm gì? Lại kẻ S với Y, đúng không? Kẻ S với Y. Đấy. Kẻ S với Y và các bạn kẻ AK. Kẻ AK vuông góc với SI. Thì lúc này AK chính là khoảng cách từ điểm A này đến cái mặt phẳng SBC, đúng không? Thì nó trở về cái toán lúc nãy thôi, mình cũng không nói dài dòng để cho mất thời gian của các bạn. Thế thì bây giờ mục đích của các bạn cần phải đi tìm cái đoạn độ dài của AK này. Đấy chưa? Thế mà các bạn thấy là 1 chia AK bình ở đây sẽ bằng 1 chia SA bình cộng với 1 chia AI bình. Và AI ở đây các bạn biết rồi, đúng không? AI là đường cao tam giác đều, nó bằng A căn 3 trên 2. Và SA đây các bạn chưa biết, thì do đó các bạn phải cần phải đi tìm. Đấy chưa nào? Thì các bạn thấy rằng gì? Xét cái tam giác SAI có SA là vuông góc với AI, đúng không? Đương nhiên rồi, bởi vì là SA nó vuông góc với mặt phẳng ABC mà, đúng không? Vì SA vuông góc với mặt phẳng ABC. Được chưa? Có cái này rồi thì cái tam giác SAI này là tam giác vuông tại A, đúng không? Mà AK lại là đường cao hạ từ đỉnh góc vuông, thì các bạn suy ra luôn là gì? 1 chia cho AK bình phương chính là bằng 1 chia cho SA bình phương và cộng với 1 chia cho AI bình phương. Được chưa nào? Cái cạnh AI này các bạn hoàn toàn biết rồi. Các bạn biết là AI trong đó làm sao? Trong đó này. Trong đó các bạn biết là AI chính là bằng A căn 3 trên 2. Cái đường cao của tam giác đều các bạn hoàn toàn các bạn có thể đưa ra được cái kết quả này luôn. Các bạn không cần phải lập luận cái gì cả. Được chưa? Và bây giờ các bạn chỉ cần đi tìm SA thôi, đúng không? Mà tìm SA thì như mình nói lúc nãy là mình dựa vào cái góc, mình dựa góc BSE này, cái góc này bằng 30 độ, đúng không? Mà cái tam giác SBE là tam giác vuông tại E, đúng không? Thì các bạn có là gì? Xét tam giác SBE có cái gì? Có BE là vuông góc với SE. Được chưa? Vì BE là vuông góc với mặt phẳng gì? SAC. Theo chứng minh trên, đúng không nào?
vì BE vuông góc này, BE vuông góc này đương nhiên sẽ BE sẽ vuông góc với SE vì SE nằm trong mặt phẳng SAC. Thế thì các bạn sẽ có là gì? Ở đây các bạn hoàn toàn các bạn biết rồi, đúng chưa? Các bạn biết BE rồi, tức là BE ở đây chính là bằng A căn 3 trên 2 vì nó là đường cao của tam giác đều. Được chưa? Các bạn biết cạnh đối và các bạn biết góc BSE này bằng 30 độ rồi, mà các bạn đang cần đi tìm cái cạnh gì? Cạnh góc vuông này, đúng không? Bởi vì cái cạnh SB lúc này nó là cạnh huyền mất rồi. Thì các bạn cần tìm cái cạnh này. Được chưa? Thế thì các bạn phải làm như nào? Thì cái gì nó liên quan, đây là cạnh đối và cạnh kề, đúng không? Các bạn sẽ liên quan cạnh đối và cạnh kề. Thì cái gì sẽ là đối và kề? Thì nó chỉ có là gì? Đang đoàn kết thôi thì các bạn sẽ có là gì? Ta có tan của góc BSE. Tan của góc BSE này thì đoàn kết tức là bằng đối, đối trên kề tức là bằng BE chia cạnh kề tức là cạnh SE. Các bạn mục đích các bạn cần đang tìm SE mà. Vậy ở đây mình suy ra được luôn. Suy ra SE sẽ phải bằng BE chia cho ta của góc BSE. Được chưa nào? Và thay số vào thôi. BE đây bằng A căn 3 trên cho 2 và chia tan. Tan của bao nhiêu độ nhỉ? Tan của 30 độ. Tan của 30 độ, bạn nào mà lại giàu có máy tính thì các bạn lại bấm ra. Mình không có, mình nghèo không có máy tính thì mình nhẩm thôi. A căn 3 trên 2. Tan 30 độ chính là bằng 1 phần căn 3. Rồi, cái này thì chắc là chia hai phân số thì bằng lấy một phân số tử nhân nghịch đảo phân số mẫu thôi. A căn 3 trên 2 và nhân với căn 3 trên 1, đúng không? 1 thì mình vứt đi, mình không đưa vào đây nữa vì bây giờ lớn rồi, người ta cười cho mất. Đây sẽ là bằng căn 3 nhân căn 3 thì bằng 3, 3A trên 2. Đấy, như vậy là mình đã tính được SE rồi. Được chưa? Mình tính SE rồi. Tính được SE rồi thì bây giờ mình sẽ dựa vào cái tam giác này. Các bạn nhìn cái tam giác này. SAE này. Có phải nó cũng là tam giác vuông không? Vuông tại A, đúng không? Các bạn sẽ có là gì? Xét tam giác. Xét tam giác SAE. Đấy. Có này. Có. Các bạn thấy rằng SA vuông góc với AE. Đấy, có cái điều này thì thực chất là ra mình khẳng định với nhau rằng là cái tam giác SAE là tam giác vuông tại A thôi. Thế nên các bạn là biết SE rồi. Và AE này có phải là nó bằng 1 phần 2 AC không? Để chưa nào, các bạn hoàn toàn biết thì các bạn hoàn toàn tìm được cái SA này dựa vào cái định lý Pythagore thôi. Thì các bạn có SA vuông góc với AE này và cái cạnh AE và này, AE chính là bằng AC chia cho 2 và AC thì bằng A vì nó là tam giác đều, bằng A trên 2. Thì biết AE rồi, thì các bạn sẽ có là gì? Ta có này, hoặc là các bạn có thể viết là áp dụng định lý Pythagore cho tam giác SAE thì các bạn có, ta có này. Bình phương cạnh huyền thì bằng tổng bình phương hay cạnh góc vuông. Cạnh huyền ở đây là bằng là cạnh nào? Cạnh SE. SE bình phương sẽ bằng AE bình phương. AE bình phương và cộng với SA bình phương. Vậy ở đây mình suy ra SA bình phương, mình đang cần đi tìm SA, bằng SE bình trừ đi AE bình phương. Được chưa? Và bằng SE như mình vừa nãy tính là bằng 3A trên 2, tức là đây bằng 3A chia cho 2 tất cả bình phương và trừ đi AE bình phương. AE thì bằng A trên 2 tất cả bình phương. Đây bằng gì? Đây bằng 9A bình chia cho 4 và trừ đi A bình phương trên 4. Như vậy đây sẽ là bằng 9, cùng mẫu rồi. 9 trừ 1 đây bằng 8. 8, 8 chia 4 thì bằng 2, tức là bằng 2A bình phương. Được chưa nào? Ở đây 2A bình rồi, vậy từ đây mình suy ra, SA sẽ phải bằng A căn 2. Được chưa? Như vậy là mình đã tìm được cái SA rồi. SA bằng A căn 2. Thì bây giờ mình chỉ việc thay vào cái công thức này thôi, xong mình hoàn toàn tìm ra được cái AK, đúng không? Thì các bạn sẽ có là gì? Ta có 1 chia cho AK bình phương sẽ bằng 1 chia cho SA bình cộng với 1 chia cho AI bình. Được chưa?
AI lại bằng A căn 3 trên 2. Biết hết rồi. Thay vào thôi bằng 1 chia cho SA thì bằng A căn 2, tức là bằng đây là 2A bình phương. Bởi vì SA bình phương lên mà, cộng với 1 chia AI. AI bình phương, AI thì bằng A căn 3 trên 2. Tất cả bình phương tức là 1 chia cho 3A bình phương chia cho 4. Được chưa? Thì nghịch đảo thằng này lên thôi, bật cái thằng mẫu này lên trên tử, tương chính là bằng 1 phần 2A bình phương cộng với 4 chia cho 3A bình phương. Được chưa nhỉ? Ở đây các bạn quy đồng thôi, bằng mẫu chung là 6, 6 chia 2 bằng 3. Vậy đây sẽ là 3 cộng với 6 chia 3 bằng 2, 2 4 là 8 chia cho mẫu chung là 6A bình phương. Và đây là bằng 11 chia cho 6A bình phương. Vậy ở đây mình suy ra, AK bình phương sẽ phải bằng 6A bình phương chia cho 11. Vậy rút ra, suy ra AK chính là bằng căn bậc 2 của 6A bình trên 11, đúng không? Mình rút ra luôn đây bằng A căn 6 phần 11. Đấy. Như vậy các bạn kết luận luôn, suy ra được khoảng cách, suy ra khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBC. Được chưa nào? Chính là bằng đoạn AK. Được chưa? Và bằng A căn 6 phần 11. Đấy. Nó rất chi là dễ, không có gì khó khăn cả. Thì đến khi bài cái ví dụ thứ hai này thì các bạn cũng đã mường tượng được cái cách giải bài toán và khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng như nào rồi, đúng không? Thì ở đây các bạn mình cho một thêm một cái ví dụ nữa và các bạn làm cho mình xem là như nào, chúng ta cùng trao đổi. Cái ví dụ này thì mình cũng chưa tìm ra đáp án, chưa giải ra đáp án, nhưng mình cũng hướng dẫn các bạn làm để cho các kết quả nó trụ. Thì mình ví dụ 3. Đây, lại mờ rồi. Ví dụ 3. Thì bây giờ cho hình chóp SABCD. Cho hình chóp SABCD. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông. Cạnh là A. Chấm. Biết SA vuông góc với đáy. Biết SA vuông góc với mặt phẳng ABCD. SA vuông góc với đáy. Và góc giữa hai mặt phẳng. Và góc giữa hai mặt phẳng này SBC và mặt phẳng ABCD. Góc giữa hai mặt phẳng này bằng 60 độ. Chấm. Gọi G là trọng tâm của tam giác SAD. Và bây giờ người ta yêu cầu tính khoảng cách từ điểm G đến mặt phẳng SBC. Được chưa nào? Yêu cầu tính. Và có đề thì nó bảo là tính theo A. Nhưng A gì đấy không cần, người ta cho A chắc chắn phải tính theo A rồi. Thế thì mình hướng dẫn bài này một chút nhé, xong để về nhà làm này. Kẻ mặt phẳng đó thôi. Như các bạn chú ý ở đây SA là vuông góc với đáy, thì cố gắng làm sao kẻ được cái SA vuông góc đáy ấy. Các bạn nhìn thấy mình kẻ như này thì đương nhiên là điểm A nó sẽ nằm đâu rồi? A sẽ nằm đây đúng không? Đấy. Rồi, đây là S, A, B, C và D. Rồi, thì bây giờ cái này lại liên quan đến góc giữa hai mặt phẳng nhỉ, đúng không?
Bây giờ lại hết giờ rồi. Góc giữa hai mặt phẳng. Thôi được rồi. Thế thì mình cái phần này mình tạm dừng ở đây. Thế còn bởi vì ở đây mình cần phải xử lý cái góc giữa hai mặt phẳng thì mình muốn là giới thiệu cho các bạn chi tiết của cái phần góc giữa hai mặt phẳng này thì để các bạn làm. Nó cũng không khó, chẳng khó thế nào cả. Người ta cho như này và các bạn xác định góc giữa hai mặt phẳng. Và bạn nào nhanh nhẹn thì thế nào các bạn sẽ thấy góc giữa hai mặt phẳng SBC và mặt phẳng ABCD nó chính là góc này này. Chính là góc SBA này. Góc này chính là góc 60 độ. Đấy. Thế nhưng vì sao lại như thế vậy? Thì bây giờ cũng hết giờ rồi. Mình dừng ở đây và mình sẽ gặp lại các bạn ở trong cái phần sau. Và mình sẽ cố gắng càng nhanh càng tốt, mình sẽ đưa cái phần sau lên. Và tính khoảng cách, nó còn cái khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau nữa, thì mình cũng sẽ đưa nốt lên để các bạn làm. Thế khi mà có cái này rồi thì mình đưa về cái bài toán tính thể tích nữa, thì ghép hai cái này lại với nhau thì các bạn ra trở thành một cái bài toán trong cái việc thi đại học. Và các bạn cũng sẽ lấy được điểm đấy một cách cũng không đến mức khó khăn. Chào các bạn.